Hi, xin chào mọi người. Nếu như mà công đoạn chia bột để làm bánh khiến cho các bạn quá khó chịu vì tốn thời gian lại còn mất công sức, thế thì đừng bỏ qua video này. Hãy dành ra ngay ít phút để tham khảo về chiếc máy chia bột 36 phần hàng Việt Nam của Nielsen nhé. Do không sử dụng điện năng thế nên thiết bị sử dụng khá là đơn giản, chỉ qua một vài thao tác thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị bột và cho vào khay, đưa vào vị trí để khớp với bộ phận chia bột phía bên trên. Bước 2, kéo cần gạt phía trên cùng xuống, đồng thời gạt chốt ngang để lưỡi dao tiếp xúc với bột và thực hiện quá trình cắt bột. Chỉ từ 10 giây là 36 phần bột đã được cắt và chia đều nhau về khối lượng. Bước 3, lấy khay bột ra và thực hiện tương tự với các mẻ còn lại. Làm như thế nào để có thể định lượng được khối bột thành phẩm sau khi mà chúng ta cắt xong? Thế thì các bạn quan sát ở ngay phía bên dưới, chúng tôi đã thiết kế cho các bạn một bảng để hướng dẫn định lượng rồi. Chúng ta sẽ gióng cái khối bột tổng thể ở trọng lượng toàn phần. Ví dụ khối bột ban đầu là 1080g thì khối bột phía sau khi chia của chúng ta sẽ là 30g. Nói chung là khối bột dày thì khối bột thành phẩm của chúng ta sau khi chia 36 phần nó sẽ có trọng lượng lớn hơn. Và muốn giảm trọng lượng đi thì các bạn lại để cho khối bột ban đầu của chúng ta mỏng hơn một chút là được rồi. Không chỉ sử dụng đơn giản đâu mà thiết bị máy chia bột 36 phần hàng Việt Nam này còn được thiết kế khá là tối ưu tới từng chi tiết nhỏ để vừa tiết kiệm chi phí lại đem lại hiệu quả vượt trội cho chúng ta. Đầu tiên thì các bạn thấy là chất liệu chính của thiết bị được làm từ inox cao cấp, do đó màu sắc nó khá là sáng bóng và bắt mắt. Và với cái chất liệu inox như thế này thì cũng đảm bảo cho chúng ta về khả năng chống hoen dỉ tốt nếu như mà sử dụng vệ sinh đúng cách. Và thứ hai nữa đó là luôn luôn cứng cáp qua thời gian, vệ sinh cũng khá là đơn giản nữa. Ở đây thì với cái thiết kế này các bạn cũng di chuyển rất đơn giản thôi, bởi vì phía dưới này có 4 bánh xe trợ lực đó, nên chúng ta yên tâm không sợ nặng. Các bộ phận của máy thì được thiết kế khá là chi tiết và tỉ mỉ, như tay cầm cũng như là chốt đặt dao đều có một cái mút bằng nhựa cứng để trong cái quá trình chúng ta vận hành nó không bị trơn trượt. Ở đây thì cái bộ phận tiếp theo đó là bộ phận chia bột, thì các bạn thấy là nó được thiết kế cực kỳ là tối ưu đấy. Ở đây là các lưỡi dao cũng được thiết kế rất là dày và được làm từ chất liệu inox cao cấp với khoảng cách bằng nhau. Và theo đó là cái bộ phận nhựa cứng, tức là nhựa cứng này sẽ giữ bột cho chúng ta để chia, thì nhựa cứng cao cấp và dày dặn này sẽ chống cái khả năng bột bị dính lên trên để cái hiệu quả chia bột của chúng ta đạt được cao nhất. Khâu này bạn cũng yên tâm thực hiện khá là nhanh chóng và tiện lợi, bởi vì đi kèm theo máy chúng ta được tặng thêm 2 chiếc khay làm từ inox dày dặn. Vừa rồi thì các bạn đã được theo dõi khá là chi tiết về thiết bị máy chia bột 36 phần hàng Việt Nam này. Và nếu như đây là một thiết bị phù hợp với tiêu chí lựa chọn của bạn thì đừng quên khi đặt mua sản phẩm này tại điện máy Nielsen, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Các bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 1 triệu đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển bán kính lên đến 15 km tại tất cả các chi nhánh. Hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để nhận được báo giá và tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm thì chúng ta cứ để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này, hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy Nielsen 0788 555 155 hoặc 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website điệnmáynielsen.com hoặc điệnmáythucphẩm.com để tìm hiểu thêm về sản phẩm cũng như các sản phẩm khác. Bởi vì ngoài thiết bị này ra thì Nielsen còn cung cấp đầy đủ các mẫu máy, thiết bị để phục vụ toàn bộ cho quy trình làm bánh của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay và đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để update những video mới nhất trên kênh nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.